Phoenix, Arizona, 10 ngày nóng kỷ lục. 10 ngày liên tiếp nóng kỷ lục giữa lúc đợt nắng nóng bất thường mùa thu hoành hành ở phần lớn miền Tây Hoa Kỳ, theo NBC News vào hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 10. Hôm thứ Năm, thành phố này nóng tới 109 độ F, hơn 15 độ so với nhiệt độ bình thường vào ngày này ở Phoenix mọi năm, cơ quan khí tượng quốc gia NWS cho hay. Theo dự báo, chuỗi ngày nắng kỷ lục ở Phoenix có thể kéo dài lên tới 16 ngày liên tiếp theo một trạm quan sát khí hậu ở Mỹ, kỷ lục hiện tại về chuỗi ngày nóng kỷ lục liên tiếp là 14 ngày ở Burlington, Iowa xảy ra trong sự kiện Dust Bowl năm 1936. Hôm thứ năm hàng chục kỷ lục ngày nắng cũng xảy ra ở một loạt tiểu bang khác như là Kansas và Nebraska, California cũng có nhiều kỷ lục gồm 105 độ F ở Hanford, 104 độ F ở Stockton và 105 độ F ở Fresno theo NWS. Hôm thứ sáu, 29 triệu người khắp vùng tây nam và vùng núi Rocky có lệnh báo động nắng nóng. Vùng đồng bằng Great Plains và vùng trung tây sẽ nóng trên 80 và 90 độ F, còn vùng đông bắc sẽ nóng hơn trung bình 5 tới 10 độ F hơn 75% vùng nội địa Mỹ sẽ nóng hơn trung bình 10 tới 25 độ F vì đợt nắng này sẽ kéo dài tới hết cuối tuần. Trong khi đại đa số tiểu bang của Mỹ nóng gay gắt thì vịnh Mexico có rủi ro bị bão. Trung tâm bão quốc gia đang theo dõi một vùng có thể dần dần mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc là bão vào tuần sau. 39 triệu dân tại Mỹ đã chịu ảnh hưởng sóng nhiệt bất thường, đợt nắng nóng bất thường vào cuối mùa hè đang thiêu đốt nhiều khu vực tây nam của nước Mỹ với nhiệt độ cao kỷ lục, dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tuần. Ngày 4 tháng 10, cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ (NWS) dự báo từ nay đến cuối tuần sẽ có hơn 70 kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ, trong đó chủ yếu là ở khu vực tây nam của nước Mỹ. Đợt nắng nóng sẽ tiếp diễn ở một số khu vực miền Trung và miền Nam bang California cũng như sa mạc Tây Nam. Các chuyên gia khí tượng nhận định do ảnh hưởng của đợt sóng nhiệt, khu vực Tây Nam nước Mỹ có nguy cơ đối mặt với mức nhiệt độ từ trung bình đến cực cao. Đầu tuần này cảnh báo nắng nóng đã được ban bố tại khu vực có khoảng 39 triệu người sinh sống này. NWS đã mở rộng cảnh báo nắng nóng nguy hiểm tới các khu vực gần nhiều thành phố lớn trong đó có Las Vegas, Phoenix, San Francisco và Los Angeles. Cơ quan này kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp khi làm việc hoặc là chơi ở ngoài trời như là uống nhiều nước và thường xuyên nghỉ ngơi trong bóng râm. Mỹ sẽ không gia hạn quy chế pháp lý cho hàng trăm nghìn di dân. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ nói vào hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 10 rằng chính quyền của ông Joe Biden sẽ không gia hạn chương trình Nhập cảnh nhân đạo tạm thời cho hàng trăm nghìn di dân có người Mỹ bảo lãnh và đã đến Mỹ trong những năm gần đây. Khoảng 530.000 di dân từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng đường hàng không kể từ tháng 10 năm 2022 và được cấp phép trong 2 năm theo chương trình tạm trú sẽ bắt đầu hết hạn trong những tuần tới. Tuy nhiên, nhiều người trong số các di dân có thể ở lại Mỹ theo các chương trình khác. Chương trình tạm trú cho phép những di dân hiện vẫn có người Mỹ bảo lãnh được nhập cảnh vào Mỹ vì lý do nhân đạo hoặc nếu việc nhập cảnh của họ được coi là có lợi ích đáng kể cho cộng đồng. Chương trình sẽ tiếp tục nhận đơn mới từ những người ở nước ngoài. Chính quyền của ông Joe Biden đã đưa ra chương trình tạm trú để mở đường cho những di dân được nhập cảnh hợp pháp và giảm tình trạng vượt biên trái phép tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Số lượng di dân bị bắt giữ khi vượt biên trái phép đạt mức kỷ lục trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden, nhưng số lượng người vượt biên đã giảm mạnh trong những tháng gần đây khi ông Biden, đã, khi ông Biden ban hành các quy định mới về siết chặt quản lý biên giới. Di trú là vấn đề cử, cử tri quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, trong đó phó tổng thống thuộc đảng dân chủ Kamala Harris đối đầu với cựu tổng thống Donald Trump của đảng cộng hòa người đã chỉ trích chương trình tạm trú quyết định không gia hạn chương trình tạm trú cho những người thuộc bốn quốc tịch tiếp nối vào kế hoạch do bộ an ninh nội địa DSS đề ra khi chương trình được triển khai người phát ngôn Nari Ketudat cho biết trong một tuyên bố những di dân không được phép ở lại Hoa Kỳ sẽ phải rời khỏi Hoa Kỳ trước khi hết thời hạn tạm trú được cấp phép. Nếu không, họ có thể bị đưa vào thủ tục trục xuất. Kedundat nói, các chương trình tạm trú khác dành cho người Ukraine và người Afghanistan đã được gia hạn. hầu hết những người thuộc bốn quốc tịch được phép nhập cảnh theo chương trình tạm trú, từng được gọi là CSNV, đều vẫn có cách để ở lại Hoa Kỳ. Nhiều người Cuba đủ điều kiện để làm thường trú nhân và rốt cuộc sẽ có quyền công dân theo đạo luật điều chỉnh Cuba năm 1966. Hầu hết người Haiti và người Venezuela ở Hoa Kỳ đều có đủ điều kiện được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời. Theo đó, họ thuộc diện miễn bị trục xuất và được cấp giấy phép lao động. Người thuộc cả bốn quốc tịch này đều có thể nộp đơn xin tị nạn. Mỹ đã truy tố 5 người Trung Quốc khai gian về chuyến thăm căn cứ quân sự Michigan vào nửa đêm Nhà chức trách Mỹ đã truy tố 5 công dân Trung Quốc vì đã khai gian và tìm cách che giấu dấu vết hơn một năm sau khi nhóm này bị bắt giữa đêm gần một căn cứ quân sự xa xôi của Michigan, nơi hàng nghìn binh sĩ tập trung để tập trận vào mùa hè. Năm người này, khi đó là sinh viên Đại học Michigan, không bị truy tố về những gì đã xảy ra tại trại Grayling vào tháng 8 năm 2023. Thay vào đó thì họ bị truy tố tội đánh lừa các nhà điều tra về chuyến đi và âm mưu xóa các bức ảnh trong điện thoại của họ. Theo đơn kiện hình sự được đệ trình lên tòa án liên bang. Trong hồ sơ nộp lên tòa án vào hôm 1 tháng 10, FBI lưu ý rằng đã có những trường hợp sinh viên đại học từ Trung Quốc chụp ảnh các địa điểm quốc phòng quan trọng ở Hoa Kỳ. Không có thông tin về tung tích của 5 người đàn ông này, các bị cáo chưa bị câu lưu nếu họ gặp giới hữu trách Hoa Kỳ họ sẽ bị bắt và phải đối mặt với những cáo trạng này. Bà Gina Balaya, phát ngôn viên của Văn phòng trưởng lý Hoa Kỳ tại Detroit cho biết vào hôm 2 tháng 10. Vào mùa hè năm 2023, năm người này đã bị một thượng sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Utah bắt gặp sau nửa đêm gần một hồ nước. Một người trong nhóm nói, chúng tôi là cơ quan truyền thông trước khi họ thu dọn đồ đạc và đồng ý rời khỏi khu vực, FBI nói. FBI biết rằng những người đàn ông này đã đặt phòng tại một nhà nghỉ gần đó một tuần trước khi họ bị phát hiện ở bên ngoài trại Grayling, cách Detroit 320 cây số về phía bắc. Bốn tháng sau thì một người trong nhóm đã bị nhân viên biên phòng tại sân bay Detroit thẩm vấn trước khi bay sang Hàn Quốc và Trung Quốc. FBI cho biết ông ta nói với các nhà điều tra rằng ông ta và những người khác đã thực hiện một chuyến đi đến phía bắc của Michigan để ngắm sao băng. FBI cho biết khi kiểm tra ổ cứng máy tính của ông ta, họ đã phát hiện ra hai bức ảnh về các phương tiện quân sự được chụp vào cùng đêm xảy ra cuộc chạm trán với nhân viên vệ binh quốc gia. Bốn người đàn ông khác đã bị thẩm vấn vào tháng 3 năm ngoái sau khi đến Chicago trên một chuyến bay từ Iceland. Họ thừa nhận là đã ở phía bắc của Michigan vào tháng 8 năm 2023, nhưng họ nói rằng họ đến đó để xem mưa sau băng. Họ đã nhắc đến nhân viên vệ binh quốc gia nhưng chỉ gọi ông ta là người lính, một người cắm trại hoặc là anh chàng tốt bụng theo đơn kiện hình sự. Các điều tra viên cho biết vào tháng 12 năm ngoái, năm người đàn ông này đã liên lạc trên WeChat về việc xóa các tấm hình ra khỏi máy ảnh và điện thoại của họ. FBI nói cả năm người đàn ông đều tốt nghiệp vào mùa xuân năm ngoái tại Đại học Michigan. Họ là thành viên của chương trình chung giữa đại học này với Đại học Giao thông Thượng Hải tại Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 2020, hai công dân Trung Quốc đang theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Michigan đã bị kết án tù vì chụp ảnh bất hợp pháp các địa điểm tại một căn cứ ở Key West, Florida. Loại rau là chân ái cho mùa thu, giúp dưỡng gan và bổ mắt. Thời tiết sang thu, nhiệt độ dần giảm xuống. Đây cũng là thời điểm chuyển giao mùa dễ khiến cho cơ thể mắc bệnh nên việc bổ sung loại rau giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe là cần thiết cải bó xôi hay còn được gọi là rau chân vịt được bán rất nhiều ở các siêu thị hoặc là khu chợ tuy nhiên ít người biết rằng loại rau này chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho hệ tiêu hóa ăn vào vừa giúp dưỡng gan vừa sáng mắt cải bó xôi dầu beta carotene vitamin c vitamin k canxi sắt cơ dìm. Q10 và các chất dinh dưỡng khác. Theo quan điểm của y học cổ truyền, cải bó xôi vị ngọt tính mát có thể nuôi dưỡng gan, giữ ẩm cho ruột, nuôi dưỡng máu và cầm máu. Loại rau này còn có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, nhuận tràng và giải nhiệt. Sau đây là một số công dụng tiêu biểu của cải bó xôi. Thứ nhất là tăng cường sức khỏe tim mạch. Cải bó xôi dầu Cozim Q10 có thể kích hoạt các chất dinh dưỡng trong tế bào, nuôi dưỡng cơ tim, hỗ trợ trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh tim. Ngoài ra, hàm lượng manhê trong loại rau này rất cao. Manhê là chất điều hòa nhịp tim, ăn cải bó xôi thường xuyên sẽ giúp bảo vệ tim. Thứ hai là điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu. Cải bó xôi là nguồn cung cấp kali dồi dào, cứ 100g cải bó xôi chứa khoảng 311mg kali. Kali có thể thúc đẩy thận bài tiết nhiều natri hơn. Do đó sẽ hạn chế việc natri làm tăng huyết áp và giúp ngăn ngừa huyết áp cao. Loại rau này còn chứa chất rấm, giống insulin, tác dụng đặc biệt tốt trong việc kiểm soát lượng đường trong máu và duy trì sự ổn định lượng đường trong máu. Thứ ba là nuôi dưỡng gan và cải thiện thị lực. Cải bó xôi rất giàu lutein và carotin. Lutein có thể trì hoãn sự lão hóa chức năng của mắt và tác dụng phòng ngừa tốt tình trạng thoái hóa điểm vàng của võng mạc dinh dưỡng hiện đại còn phát hiện ra rằng chất caroten trong rau bina rất tốt caroten có thể chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể giúp bảo vệ mắt và ngăn ngừa hiện tượng quáng gà ngoài ra cải bó sôi chứa nhiều chất chống oxy hóa như là vitamin C, e, beta caroten và glutathione những chất này giúp bảo vệ gan giúp gan khỏe mạnh hơn hoạt động tốt hơn Glutathione giúp gan loại bỏ độc tố, hỗ trợ quá trình giải độc gan. Thứ tư là tốt cho xương. Vitamin K trong cải bó xôi có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp canxi, đồng thời có thể làm giảm và ngăn ngừa loãng xương, giảm nguy cơ gãy xương hiệu quả. Đồng thời, nhê trong cải bó xôi cũng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của xương, tăng cường cơ bắp, giúp ngăn ngừa và giảm đau nhức thắt lưng. Ngoài ra, cải bó xôi rất giàu vitamin E và lutein là những chất chống oxy hóa tốt. Nó có thể loại bỏ các gốc tự do, bảo vệ da khỏi tia UV, đẩy nhanh quá trình lành vết thương, giảm nếp nhăn và trì hoãn lão hóa. Cặp sơ sinh thiệt mạng trong vòng tay của mẹ giữa bão Helen xót xa quá. Bão Helen khiến ít nhất 223 người chết tại Mỹ, trong đó nạn nhân nhỏ nhất là cặp song sinh hơn một tháng tuổi đã thiệt mạng trong vòng tay của mẹ tại tiểu bang Georgia. Số liệu do NBC News tổng hợp vào hôm 5 tháng 10 cho thấy ít nhất 223 người đã chết và hàng trăm người vẫn mất tích tại Florida, Georgia, Tennessee, Virginia, Bắc Carolina và Nam Carolina một tuần lễ sau khi bão Helen quét qua. Hai bé trai sinh đôi hơn một tháng tuổi ở tiểu bang Georgia là những nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong số này hai bé thiệt mạng cùng với mẹ Kobe Williams, 27 tuổi, trong căn nhà di động ở thị trấn nông thôn Thompson vào hôm 30 tháng 9. Obi Williams, cha của Kobe, nói rằng ông nghe thấy cháu khóc cùng với tiếng cây cối va đập vào cửa sổ khi nói chuyện qua điện thoại với con gái vào tối hôm đó. Ông cảm nhận con gái đang rất lo lắng. Kobe là mẹ đơn thân, ngồi trên giường, vừa bế hai con trai, Kizia và Khamir, vừa trò chuyện nhóm cùng gia đình qua điện thoại. Cô hứa sẽ vào chú ở trong phòng tắm cùng hai con tới khi bão tan nhưng mất liên lạc sau đó vài phút. Một cây lớn đã đổ xuống mái phòng ngủ của cô Bì. Anh trai cô Bì phải chật vật vượt qua chứng ngại vật sau bão để đến nhà cô và gần như không dám mô tả cảnh tượng ở hiện trường cho bố. Ba mẹ con cô Bì đã bị thân cây đổ đè lên và thiệt mạng. Tôi ngày nào cũng ngắm ảnh hai cháu từ khi sinh ra, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt chúng. Giờ thì tôi không bao giờ còn được gặp cháu trai nữa. Tôi vô cùng đau lòng, ông Obi cho hay. Báo Helen đổ bộ vào tù bang Florida vào tối 26 tháng 9 với sức gió 225 cây số một giờ. Sau đó thì đi sâu vào đất liền và gây thiệt hại kinh tế, ước tính hàng chục tỷ đô la ở 6 tiểu bang vùng Đông Nam nước Mỹ. Đây là cơn bão chết chóc thứ hai tại Mỹ trong vòng 50 năm qua sau bão Katrina khiến cho 1392 người thiệt mạng. Hồi năm 2005, số người chết do bão có thể tiếp tục tăng trong những năm tới sau khi lực lượng cứu hộ kết thúc hoạt động tìm kiếm nạn nhân. Cặp đấu Harris và Trump tất bật tại các tiểu bang chiến trường trong chặng nước rút trước ngày bầu cử Cả bà Kamala Harris và ông Donald Trump đều gấp rút vận động tranh cử tại các tiểu bang chiến trường và cuối tuần này, khi chỉ còn 31 ngày nữa là đến ngày bầu cử, theo đài truyền hình CNN, nữ ứng viên tổng thống đảng dân chủ Harris đang ở tiểu bang Michigan để tổ chức các sự kiện vận động tranh cử tại hai thành phố Detroit và Flint. Theo các nguồn tin, thì bà dự kiến gặp một nhóm các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Arab và người Mỹ gốc hồi giáo tại Flint. Cuộc họp dự kiến diễn ra khi chiến dịch của bà Harris đang nỗ lực thu hút được sự ủng hộ trong cộng đồng trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel và Hamas đang diễn ra ở Gaza và các cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah ở Liban ngày một nghiêm trọng. Trong ngày 5 tháng 10, thì bà Harris sẽ đến Bắc Carolina để khảo sát thiệt hại do bão Helen gây ra nghe báo cáo tóm tắt về các nỗ lực phục hồi liên tục trên toàn tiểu bang và cung cấp thông tin cập nhật về các hành động của liên bang. Về phần mình, thì ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đến Evans, tiểu bang Georgia để nghe báo cáo về thiệt hại do cơn bão Helen và phát biểu trước báo giới lúc 3 giờ 45 phút chiều theo giờ miền Đông. Ông sẽ tham gia cùng với thống đốc tiểu bang Georgia là Brian Kemp, người thuộc Đảng Cộng Hòa. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng vào khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Sau đó thì cựu tổng thống Trump đến Bắc Carolina tham gia một cuộc họp thị trấn tại Fayetteville lúc 7 giờ tối ngày 5 tháng 10. Cựu tổng thống Trump sẽ trở lại Butler từ bang Pennsylvania là địa điểm xảy ra vụ ám sát đầu tiên của ông để tổ chức một cuộc vận động tranh cử. Hiện bà Kamala Harris và cựu tổng thống Trump đang trong cuộc đua xít sao hơn tại các chiến trường ở Michigan và Wisconsin so với những tuần trước. Theo cuộc thăm dò mới do tờ New York Times và Siena Collins tiến hành, đây cũng là nhà khảo sát dư luận được đánh giá là có độ chính xác cao nhất ở Mỹ. Bên cạnh đó, theo số liệu thăm dò trung bình của FiveThirtyEight tại các tiểu bang giao động khác, thì cựu tổng thống Trump đang dẫn trước bà Harris ở Georgia. 0,9 điểm và ở Bắc Carolina 0,4 điểm. Ông Trump cũng dẫn trước bà Harris ở Arizona 1,3 điểm. Bà Harris dẫn trước ông Trump ở Nevada 1 điểm và Pennsylvania 1,3 điểm. Mặc dù các cuộc thăm dò toàn quốc có giá trị để đánh giá suy nghĩ chung của công chúng Mỹ về từng ứng cử viên và do đó không đánh giá số phiếu phổ thông có thể là bao nhiêu, nhưng các ứng cử viên không giành được chức tổng thống bằng số phiếu phổ thông một ứng cử viên phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri trở lên, được phân bố theo từng tiểu bang, theo số đại diện và thượng nghị sĩ mà tiểu bang đó có để trở thành tổng thống. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị thích video này thì mong quý vị nhấn nút like để YouTube đề xuất video này cho nhiều người xem hơn. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.